Oh, hello anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Cái trận sáng quá anh em ơi. Chạm không nói nổi. Diêu tốn tiền chắc phải bán Diêu rồi. Con ma lốc 3 của mình xong rồi nó tự nhiên biến mất khỏi sàn đấu luôn anh em ơi. Hay quá. Anh thì đồ trận nào cũng xấu, những ngày đen đủi, những chuỗi ngày đen đủi, trận đồ trận nào cũng xấu. Thế thôi anh em ơi, mình sẽ hẹn gặp lại anh em sau chuỗi thua nhé. A few moments later. Hai em đây là mình sau chuỗi thua cũng khá là kinh hoàng, mọi người trái chỗ đánh chuỗi thua cả. Sao mà trend như dạo này như mọi người thích đánh chuỗi thắng hơn hay sao? Mình thấy trái thích đánh chuỗi thua rồi. Ai à, nhà nhà đánh chuỗi thắng. Mình đi ra mấy con thú quen này thôi, chắc là mình sẽ lên 5 luôn rồi mình chơi gì đó. Chứ không 88 89 mấy bạn này nhiều máu á. Bạn nào cũng 4 vàng, 4 tướng, bạn này 5 tướng rồi. Nhanh thật, tốc độ thật. Nào mình bó này cũng được, nhưng mà con này thế là để cầm máu hộ mình. Đợi tí, vòng sau mình sẽ cân nhắc. Có sự bùng nổ cho cái con này đầu game cũng khá là hay này. Thấy con đấy khá là hay. Rồi, rồi luôn, không có một con tướng gì để mình cầm máu luôn này. Trời ơi, trời à. Con thú này đi xuống nhá. Bát đi. Khó phết anh em ơi. Cầm máu rồi gì. Nó dịu à? Thế con pháp sư về nhỉ? Rắc hãi chẳng nhận gì. Bình tĩnh tí. This time I've been pew pew pew. Tiêu 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 không giết được con nào luôn này anh em ơi, thật là buồn. Rồi một cái chuỗi thật là đau đớn, hướng thì đã xấu rồi. Được được, trao tặng con Narad đi, phát ba đồ vậy. Bỏ thú à, quyết tâm quyết tâm anh em. Shall I compare thee to a summer's day? I okay, về ra bỏ. Chở máu đã anh em ơi, xong rồi làm gì thì làm. 15 con voi, chắc là nhiều voi lắm. Chứ bùng nổ thế phát, ui cái gì đấy, Virulet. Xuyên nó. Kịp thật gì anh em ơi. Chuỗi sẽ dở phết, trừ nhiều máu quá. Thứ hai đi, cầm máu đi anh em ơi. Quên lấy con kia ấy á. Cái con gì quên xử tên. Con này Banoman. Thử cái này đã. Vera lại bỏ. Cần lên 7 lên 8 sớm anh em ơi. Mong là vẫn cầm được máu, mình nghĩ floor 2 này phải cầm được máu nhỉ. Trách thương phát. Hôm nay có thương một cái thương bé này bên này. Bắt con rat này đi. Cho lên đây cho nó đỡ bắt nhé. Biết đâu khi thương đấy bắt con Jill mình. Đây đứng bắt này bắt rat mình. À bắt bắt ngược bắt ngược. Đèn hết bắt ngược xiên ok. Thế ngắt chuỗi rồi anh em ơi, không thua đấy. Chuỗi thế này là dài rồi. Cái này dài lắm rồi. Em đánh mà đánh chuỗi thua lâu lâu quá là dễ đi á. Mình tầm này cũng sắp đi rồi đấy. Dễ đi lắm.
Cho con quét vào cầm máu nghe. Nguyên tố không được. Oh, nó man luôn. Floor crack. Tạo crack vào biết đâu cầm máu cái gì. Crack này cũng khá trâu. Chỉ cho con này vào cũng được mà, thủ vệ. Con nguyên tố này vào cũng được. Floor. Hay lau leo ulti. Một phát thôi, một phát thôi. Thì em lại khó khăn rồi anh em ơi. Anh em lại làm khó mình rồi. Tự quét đâu. Đi luôn. Sephira. Sang quỷ đi. Giữ lại. Nó lúc từ này đồ đồ bio để nó ulti anh em. Chưa có bán thần nữa. Nào xem nào, Maluk này. Một phát đánh thường, hai phát đánh thường. Ba phát đánh thường. Lâu lắm. Em chắc mình chưa cho Maluk vào được, trừ khi ra một ngọc đại, một cái gì đồ gì đó ngon ngon. Không ngon lắm. Chắc là chưa cho Maluk vào được rồi anh em ơi. Đánh thường nhiều. Có bán thần thì chưa biết, có bán thần thì không thôi thôi. Hai con này xin luôn. Ơ nhầm. Hai con này xin luôn. Hai con này xin luôn đấy anh em ơi. Mà lúc này cứ để lại cũng được, cái này cho con. Mà lúc này để lại cũng không cần nhỉ, thế thủ vệ không, hay lính nguyên tố. Cái đấu sĩ cũng chả làm gì anh em ơi, mà lúc thì mà lúc 2 thì khỏe, mình cho vào mình cầm máu được. Mà lúc 1 thì thôi. 46 máu à, sao đi nhìn đi nhanh nhỉ. Đánh tí chuỗi thua rồi, khi bây giờ không đánh chuỗi thua được nữa anh em ơi. Chuỗi thua đi nhanh quá à. Tí nữa 46 máu rồi. Chưa ra rồng, chưa ra nắc gì, chưa được anh em còn lấy rồng lấy nắc của mình nữa. Quân thủ này. Chưa nhìn được cái gì, voi cũng ít này, voi 13 con. Chi hồn nhé. Không cần nghĩ mà. Được này, không cần nghĩ. Nguyên tố trợ thủ hay đánh trợ thủ nhỉ? Thêm một con ấy đánh trợ thủ, ám trợ thủ, bỏ nguyên tố đi. Chơi ra con đấy. Ra rồi. Đánh trợ thủ nhá anh em nhá. Đang đánh trợ thủ một tí. Chính mạng này cho tạm con lau cho biết cho con nào. Này cho tạm Yufira đi. Này đi, PC vào đây, lo vào đây. Tố nguyên tố giữ lại không nhỉ anh em nhỉ? Nên cho mình một câu trả lời phát xem mình có nên giữ lại nguyên tố không. Tập bắn nắc 2 thì điên thế. Nắc 2 đã có gì mà điên thế. Không qua được Sephira đâu, không qua được cửa ải Sephira đâu. Mày quá. Thì đi thêm tí máu nữa. Đồ này được anh em ơi, đồ này đánh trợ thủ được. Bởi vì có hai đồ này trong thên. Tí nữa là mình sẽ khỏe. Sẽ khỏe anh em. Trợ thủ nhá, trận này khả năng voi khó. Nguyên tố khó, cầm máu đầu game thế là ok rồi. 12 nó lên luôn này. Gần lên luôn được, nhưng mà thôi cũng lên luôn thôi anh em, sắp đi. Cầm máu anh em. Phải làm một tí cầm máu đấy. This time I've been pew 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 pew. Chưa có đồ cho rồng nữa. Đấy con rồng. Một con nắc này, một con mình nhớ bạn, con nó nắc 2 ấy. Ui cái gì rồng 3 rồi. 7 con rồng rồi, sao anh em lấy rồng nhanh thế nhở. Rồi anh em lấy rồng ở đâu luôn ấy. Thật sự luôn. Lấy kiểu quái gì nhanh nhở. 7 con rồng rồi. Mình vừa mới lên 8 xong mà mình cứ chuỗi thua dài, dằng dặc luôn. Chuỗi thì mình dài. Em lấy tướng thủ khoái gì
Được ra một thẻ tăng sao, ra một con thên phát mình cọc vào đầu luôn. Thân thì thôi, mà lốc thì thôi, không có cát thì lấn. Bán thần bây giờ vẫn ok này, mình sẽ cứ giữ bán thần lại nhé, chỉ cho hắc ám vào bộ. Chưa có rồng, chưa có ngọc đại. Anh ấy được từng 6 con nắc. Anh em trận này bao nhiêu đằng anh hắc ám ấy? 1, 2, 3, 4, 4 thôi mà. Lấy đủ quái mà không còn tí tướng gì cho mình đánh nhở? Không thật anh em ơi, tù len giết luôn, giết luôn. Ok rồi. Lau truy hồn đi. Truy hồn vào mặt nó đi, đúng không? Sống nữa, lại còn sống nữa. Ê, mình lên không hề muộn đâu nhá anh em nhá. Từ gì mà mất hết tướng ạ? À? Hai con na. Rồng còn 6 con, phải lấy một con rồng ấy. Xong rồi lấy được thêm một ngọc đại nữa. Xong rồi cái trận này cũng khổ đấy. Xem ra đồ gì ngon ngon tí, nó lại ra mấy cái giáp giáp với va vẩn gì. Đi luôn đấy, tốc đánh tốc điếc là đi luôn đấy. Đồ thủ à, đồ thủ gì, cái này cũng tạm được. Đủ đen thôi, không cần, tốn tiền anh em. Con này đang cầm truy hộ. Số phận không đứng về phía mình rồi anh em ơi. Roll tiếp cũng được nhưng mà thằng 4 mà, lo gì. Hay roll tiếp nhỉ, roll tiếp không ta. Thấy lo lắng quá ta. Bắt được con 2 AT, ngon. Rồi, bắt được con 2 AT. Một cát ulti được một phát nữa em. Ulti một phát nữa đi em. Nhảy vào đầu mấy thằng mắt con. Ngọc đại, pháp sự. Không ra cái gì thế này. Thách thức người chơi rồi. Các bạn ơi. Đâu lấy đồ vật lý thì ngon. Ôi rồi ôi các bạn ơi. Chơi game thách thức người chơi rồi. Rồi cho thêm là mày không? Hai đồ cho thêm luôn nhá. Ba đồ cho thêm luôn nhá. Cần một tí đồ cho bạn thêm này đấy. Con cát này thì lại không có đồ. Ôi ơi. Bán thần. Các bạn bán thần đi mình cũng đi đấy. Bạn bán thần đi là mình cũng đi đấy các bạn. Ê, đây 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 đây. Ê nhưng mà chưa có ấy nhở, chưa có ngọc đại nhở. Thôi vẫn phải cho ra thôi. Lấy thêm cái cùng chiến với cả lấy thêm cái. Lấy thêm cùng chiến với cả lấy thêm. Con này thì bỏ này. Lấy thêm cùng chiến với cả lấy thêm mấy nhá. Khả năng mình lên 9. Lấy thêm cùng chiến với cả lấy thêm cái gì nhỉ, mình cứ bị quên. Cùng chiến với cả con rồng. Nacot thì cứ cầm đấy. Cứ cầm đấy. Bán thần thôi nhá. Bán thần như thế là cống hiến rồi. Cống hiến hết sức rồi. Lấy thêm con rồng này, thêm cùng chiến này đi. Con này xuống dưới. Ủa cái gì này lại đi lên trên này, à, đứng lên trên đấy rồi anh. Má game dạo này thật sự luôn, mình không hiểu cái game này nó bị làm sao nữa. Càng ngày nó càng thật là vớ vẩn. Như mình nhớ, có một floor xiên thì ai xì bà sợ lắm, sợ lắm. Thôi đứng đây. Xì bà xiên. Đứng đây đi. Ở đây đi. Chiêu chiêu mà lên thôi. Tầm này không đi tìm đồ được. Cắt có liềm, chết không? Không chết, ây vẫn chết ạ. Rồi đi rồi đấy, trông có phải đi rồi đấy anh em ơi. Không có tướng, không có đồ, không có gì cả. Thêm bổ phát điên đồ nè, điên rồ nè. Hai phát điên rồ. Hai phát điên rồ thôi. Chưa điên lắm. Chưa tải. Chưa tải. Bây giờ mình đang nghĩ một trường hợp khác là mình hay mình cho cái Gaia này sang cho con rồng không nhỉ?
Cho con rồng nó cầm cái này, xong rồi cho con này cầm cái này đi. Cho Gaia cho con rồng thì con rồng nó sẽ đứng cầm truy hồn lâu hơn. Ôi còn 25 máu anh em ơi. Pha này đau đầu rồi. Khó rồi anh em ơi. Khó thật sự luôn ấy. Khó vừa khó siêu khó luôn ấy. Lên bổ phát em nào. Bổ đẹp đẹp tí coi. Rồng thổi đẹp đẹp tí coi. Lên bổ phát đi em. Truy hồn. Bổ đi. Tao đây, đứng yên rồi. Đừng đứng yên. Đứng yên là anh đi đấy. Ôi ơi. Anh em chơi khó mình quá. Rồng hai con nắc, rồng bốn con nắc hai con. Bây giờ phải đi tìm này, xong rồi đi tìm đi rắc luôn anh em ơi. Đi tìm đi rắc là cho con Nakot rồi đi rắc vào. Lên Nakot 2, lên con Thên 2, lên con Cát 2. Một phát một mạch đi luôn. Không là mình đi luôn ấy, chứ không phải là ai đi luôn đâu. Trời. Dùng sợ quá, dùng sợ quá. Cho đổi cho rồng thì con rồng này thổi ngu. Bị mấy cái thương mà mấy con sát thủ nó bay vào. Mặc dù có thương đấy, không ngọc đại. Không ngọc đại. Cho đấy bài vậy. Cầu trời nó thổi được. Rồng thì thổi một phát thôi. Rồi khổ lắm rồi. Làm gì thì làm đi. Làm gì thì làm đi cho mình đi rắc nào anh em ơi. Cầu xin ấy mình chỉ cần một đúng một đi rắc thôi. Hứa không 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 xin gì thêm. Rồi nó không cho mình luôn. Rồi về trích thương phát nhá. Sát thủ khá nhiều sát thủ thêm bên kia, sát thủ bên này. Sát thủ bên này. Sẽ để góc này đây đi, Nakot vào đây đi. Thì Nakot đấy sẽ chui đúng vào cái góc con rồng này. Thì con rồng này sẽ đánh thường một phát ở góc kia rồi nó vẫn thổi. Thên. Này thôi anh em ơi, chẳng gì nữa. Bế con rồng bên kia này. Rồng đánh thường một phát là nó thổi. Góc cũng khá đẹp, không phải quá xấu. Thên thì bổ được hai phát. Ok, vẫn chưa đi được nữa. Chưa đi được đâu. Không kéo đi được các anh em ơi, truy hồn khạc nó chết luôn. Chết đi, chết đi. Chết đi. Chết luôn. Ôi ơi. Ôi ơi. Mana rồng 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 ngọc đại ngay được. Hay lấy sách thánh nhở? Tôi lấy sách thánh đi em ơi. Cắt sắp 2 rồi. Đi bác. Thôi đi. Hai cũng quá lại. Liệu đây phải một pha sai lầm của mình không hay mình sẽ đi? Sát thủ nhiều con sát thủ tê. Không sao, không gặp mày quá. Không cát làm gì đi, có liềm mà, có sách thánh mà. Ôi, ôi, được. Đôi, đừng cần dặn nữa. Ôi ôi, đừng dặn nữa. Là có thể bán xử đi anh em ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Là có thể không có được, không tác dụng gì đâu, mình chỉ vào mình kích cái hệ thôi. Nhưng mà cũng sắp đi rồi. Bán xử đi, đi tìm đi rắc. Ngừng, ngừng thở anh em ơi, thôi ngừng ngừng thở rồi. Bây giờ nhá, con thê này bế sang bên này đúng không? Mình chuyển sang bên kia. Nakot hai con sát thủ bên này, góc hết đi, ok đi hết bên này. Con thê này đứng đây, ok. Mình sẽ đào dây cuối. Đào hết sang bên kia, chuẩn hết. Trời ơi. Sợ. Quá là đáng sợ. Quá là đáng sợ. Rồi thế này bế sang bên này. Mà cắt nhảy đúng rồi, choáng con thê thôi, chết con thê được em ơi. Thích con thên. Ui bên kia có đi rắc. Liệu ai là người chiến thắng? Volcat nhảy, ok. Máy quá lấy cái sách thánh cho Volcat nhưng mà thôi phần này cũng đi rồi.
Trừ khi là vẫn chưa đi. May mắn thế nhỉ. Mình nghĩ chuyện này chỉ có may mắn cứu mình thôi. À không, chả may gì cả, đi rắc quái đâu. Mình ở đâu không biết. Dễ dụa từng ly từng tí một anh em. Rồi bạn này định làm như nào nữa? Bạn có một bạn nào vừa bế mình con rồng nắc con người đấy, nắc cót. Nắc cót bình tĩnh đấy. Chơi được nhé. Thế này. Không, cho con cót ở giữa. Không sao. Nắc cót xuống đây đánh con na này, ok. Thế là đẹp rồi. Ok, rồng này thổi chết con ra na cót. Rồi chết con Omen này luôn. Con cót 2 nhảy điên hơn. Nhảy đi em, nhảy đi, dancing. Đúng rồi, nhảy hạc vào con cát. Rồi ok. Con cát nhảy, ăn choáng. Hồi máu. Ok hả? Đừng. Chết hết. Đừng. Thể luôn, cố gắng hết sức rồi. Không ra đi rap, không ăn được. Thể của đấy mình giận. Cố gắng hết sức rồi. Dãy rùa ấy trước rồi, không còn gì mà để mà dãy rùa nữa. Hết sức. Hey, vậy thôi, biết mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bây giờ bye bye.